Hello, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của tin tức người nổi tiếng. Lời nói đầu tiên xin chúc tất cả quý vị anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Vâng, quý vị anh chị và các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng là bữa nay Realme có rồi quý vị ha, nó lổm chổm rồi. Dương này nó cũng có rồi, thức đêm dữ quá, thức phi ấy. Mình tấu mình thức cái sáng mai cái nó ra râu nó ra liền luôn á, thức hai đêm liên tục là thấy râu liền luôn. Mà bây giờ cái dao cạo thì cạo nó cũng nó không có hết. Cạo nó cà lợt á, nhiều khi bên này nó còn lợt hơn bên này á, cạo nó không hết thì thôi kệ nó đi, rồi qua hết cái giãn cách xã hội rồi cái mình đi ra mình mua dao cạo gì mình cạo cho lắng tưng cho nó đẹp trai hen. Cảm ơn rất là nhiều anh chị em trong thời gian qua cũng đồng hành với mình trong khoảng thời gian rất là dài về vấn đề thiện nguyện, về vấn đề câu chuyện ngân nga thì cũng 2 tháng, và vấn đề 2 tháng đó là mình cũng theo dõi cái sự việc của chị Việt Hương cũng như anh Đại Nghĩa tham gia các cái sự kiện từ thiện, và cả anh Quyền Linh nữa. Sự kiện của chị Việt Hương và anh Đại Nghĩa thì mình tham gia, mình theo dõi nó cái hành trình đó suốt, những cái hình ảnh của chị Việt Hương đăng lên thì mình cũng theo dõi rất là nhiều. Và hôm nay thì quý vị anh chị và các bạn, vợ chồng Việt Hương cũng dọn dẹp cái sân cuối ngày và gấp rút gửi quà từ thiện. Sau hơn 2 tháng thì gia đình của chị Việt Hương á, 2 tháng chị Việt Hương và gia đình của chị đã làm từ thiện song song với công tác xã hội rất là nhiều, và chị Việt Hương cùng ông xã thông báo sẽ ngừng hoạt động thiện nguyện trong cái đợt này. Có thể rằng là mình nghĩ rằng là ngừng trong cái đợt này. Với những gì mà chị Việt Hương và tất cả mọi người Mạnh Thường Quân cũng như tất cả anh chị em là làm đã giúp bà con ở trong Sài Gòn trong cái thời gian vừa qua, mình chân thành cúi đầu cảm ơn rất là nhiều. Những cái tấm chân tình của các anh chị đã giúp cho đồng bào, đặc biệt là đồng bào ở trong vùng tâm dịch ở Sài Gòn, đặc biệt là gia đình chị Việt Hương cũng như là các cái anh chị em cộng sự cũng đã xông pha chiến trận để vào những cái nơi mà tâm dịch, đó là cái nơi mà mình phải nói rằng là rất là nguy hiểm. Và kể cả cái sự mà dính đến cái việc mà dịch bệnh á, cũng chị Phi Nhung cũng đã dính đến cái bệnh mà quý vị anh chị và các bạn cũng biết, nhưng mà mình cũng không bàn đến cái việc của chị Phi Nhung, tại vì bây giờ chị cũng đang nằm ở trong bệnh viện thì cũng rất là buồn, rất là lo lắng. Mình cũng thật sự là những người hâm mộ cũng rất là lo lắng. Đó, cái công tác thiện nguyện thì cũng dấn thân vào, và để bây giờ thì mang dịch bệnh, và trong cái thời gian qua thì 2 tháng qua thì anh chị em gia đình chị Việt Hương làm rất là nhiều việc mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Đó là cái tấm chân tình của anh chị cũng như là bà con nhận được những cái món quà, những bà con hàng xóm của mình, kể cả những cái người thân của mình ở những cái quận huyện khác mình không gần mình cũng nhận được cái món quà của nghệ sĩ Việt Hương. Đó là điều tấm chân tình mà mình cảm thấy rất là quý mến, dù có dù không thì cũng ấm lòng vào cái mùa dịch này. Và theo dõi cái hành trình đi cứu trợ của chị Việt Hương và gia đình thì người hâm mộ chúng ta không khỏi thán phục trước những cái hành động cũng như là công sức mà gia đình chị Việt Hương đã bỏ qua. Sau 2 tháng liên tục á, chị Việt Hương và ông xã là nhạc sĩ Hoài Phương á, đã thông báo sẽ kết thúc cái hành trình này vào ngày 15 tháng 9, tức là còn khoảng mấy ngày nữa thôi. Tất nhiên là cái cuộc hành trình nào chúng ta phải có điểm dừng, và chúng ta dừng để chúng ta tiếp tục, chúng ta nhìn lại những gì mình làm và sau đó chúng ta để tiếp tục đi tiếp. Đó là tất cả những cái điều mà chúng ta mong muốn nhất trong tất cả các hành trình. Khi bạn đến từ cái điểm A đến điểm B, bạn đến 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 điểm B rồi thì bạn sẽ dừng lại và bạn nhìn lại là cái quãng thời gian bạn đi nó có khúc mắc như thế nào, và có những cái điều gì bạn chưa làm được và những điều gì bạn đã làm được. Đó là cái hành trình mà tôi nghĩ rằng là ai cũng mong muốn nhìn lại. Khi bạn lên một cái đỉnh núi thì bạn phải nhìn lại, bạn nhìn xuống hành trình của mình đi trong thời gian bao lâu và vượt qua những gì đó. Mới đây thì cũng như là thông thường thì anh Việt Hương, anh Hoài Phương và chị Việt Hương chia sẻ một cái nhật ký lịch trình phát quà đến các cái địa phương người gặp khó khăn. Thế nhưng lần này thì có thêm một chút khác biệt một chút. Sau khi thông báo thì liệt kê cái hành trình buổi phát quà thì anh Hoài Phương chồng chị Việt Hương cũng đã nhắn nhủ ngắn về cái việc dừng phát quà từ thiện. Và anh tâm sự như thế nào để mình đọc cho quý vị anh chị và các bạn nghe nha. Từng này bếp Việt Hương cố gắng gấp rút gửi quà cho bà con. Càng sớm càng tốt nên cuối tuần sẽ làm việc luôn không nghỉ. Chủ nhật á, bếp Việt Hương phải tiếp tục gửi 1.000 phần quà tới quận 12, quận Gò Vấp đang được lên kế hoạch, lại nói câu là hẹn gặp sớm bà con. Chủ nhật thì hôm nay là chủ nhật đó quý vị anh chị và các bạn, không biết là bên bên Việt Nam thì tối chủ nhật rồi, bên Mỹ thì sáng chủ nhật ha. Rồi trước đó thì Việt Hương cũng đã chia sẻ những cái thông tin và chị cùng gia đình sẽ dừng tạm dừng và làm từ thiện.
Chị Việt Hương viết như vậy: cả nhà ơi, 2 tháng qua Hương và ekip cùng bà con nay bắt đầu có những cái điều ngoài tầm kiểm soát của Hương, cũng như là sức khỏe của ekip chính là cũng đã mệt. Hương chưa đủ cái kinh nghiệm để học hỏi thêm, nhưng Hương vẫn nhớ câu tiên trách kỷ, hậu trách thân. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hơn, không có những cái khuyết điểm trong lúc trao tặng quà lần sau. 15 tháng 9, Việt Hương xin phép ngưng lại cái việc làm từ thiện phát quà. Xin chúc bà con sức khỏe. Có thể rằng là đây là một cái câu chuyện mà khiến cho những ai chưa nhận được cái món quà ý nghĩa của chị Việt Hương á, cũng liên tiếc, cũng chờ đợi bấy lâu nay rồi, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì vẫn chưa nhận được. Khi một cái cuộc hành trình riêng cái bản thân mình, quý vị anh chị các bạn cũng biết rằng nguyên riêng bản thân mình chỉ cần là một ngày mình nhận gần 100 cuộc gọi điện thoại và nó dồn thuốc cho mình 2 tuần, thì bây giờ nó gần là 700 cái tin nhắn mình chưa trả lời được. Cho quý vị biết, nó sự thật là một cái cá nhân riêng lẻ của mình thôi mà nó với một cái số lượng tin nhắn khủng khiếp, thì mình cũng phải nói rất là hoang mang đó, mình cũng không thể nào giải quyết được toàn hết. Thế nên là khi mà một cái ekip của chị Việt Hương với một cái số lượng công việc rất là đồ sộ, không thể nào mà giải quyết được hết, mình cũng thấy tiếc cho những ai mà chưa nhận được cái món quà từ chị Việt Hương. Và xuất hiện trong cái buổi live stream trước đây thì một lần nữa chị Việt Hương cũng tiếp tục chia sẻ những cái điều mà làm từ thiện, cũng nói về cái việc mà hành trình của mình. Thì xin tất cả mọi người cũng có thể bỏ qua khi mà chưa nhận được cái món quà của chị Việt Hương. Và không chỉ đóng góp đến phát quà, những cái món quà đến từng hộ người dân ngõ hẻm, mà gia đình chị Việt Hương còn làm bao cái công việc như không tên luôn, như là dọn dẹp sau một cái chuyến hàng, rồi bảo đảm hàng hóa luôn sạch sẽ và chất lượng của nó là có thể nhất, tốt nhất, để không có dính đến cái việc scandal mất công về những hàng hóa này. Rồi sau khi giao hàng thì vợ chồng nữ danh hài cùng nhau dọn dẹp sân, cùng quét sân quét nhà, người xịt nước, luôn tay luôn chân. Và Hòa Phương cũng chia sẻ về cái việc mà nào sữa này, chanh này, khoai này, đậu rồng này, đậu bắp và tất cả đều mọi thứ lên cái sân, chưa kể trứng nữa. Đó, cái câu sự việc mà trứng mà bỏ trong cái thùng mì tôm, xong rồi cái người hỗ trợ đó họ tưởng bộ là thùng mì tôm, họ quăng vào sân thì ai ngờ đâu đó là trứng, thì nó bể hết trứng rồi phải dọn rửa quét. Đây, câu chuyện của anh Hoài Phương cũng đã chia sẻ như vậy. Vâng, nhiều ngày qua thì gia đình Việt Hương và anh Hoài Phương và cả ekip cũng đã phân phát hàng triệu cái món quà, chia sẻ tình yêu thương, sự đồng bọc đến tất cả người dân trong khắp các quận huyện trên địa bàn Sài Gòn, cũng như là người hâm mộ mong đợi nữ danh hài sẽ lạc quan hơn, yêu thương hơn và giữ gìn sức khỏe sau những cái việc làm ý nghĩa này. Và thay mặt tất cả những cái người anh chị em cũng như là khán giả, những người đã nhận và chưa nhận, cũng gửi tấm chân tình lời chúc cho gia đình chị Việt Hương sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và kế tiếp thì sau cái việc mà ồn ào thì anh Đại Nghĩa cũng thông báo sẽ ngừng cái việc từ thiện để tiếp tục giữ gìn sức khỏe, và mình nghĩ rằng sẽ có một cái hành trình tiếp theo. Sau nhiều cái tháng trời ròng rã giúp đỡ bà con thành phố thì mới đây Đại Nghĩa cũng thông báo đến khán giả anh sẽ tạm ngưng hoạt động thiện nguyện vì không đủ sức nữa. Và trong số những ngôi sao Việt mà chăm chỉ hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch thì Đại Nghĩa cũng có lẽ là một trong những người nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến nhất bởi cái tấm lòng chân ái, không ngại nguy hiểm khó khăn, tận tâm trao từng món quà cứu trợ đến bà con thành phố. Trên những cái chuyến hành trình thiện nguyện, nam nghệ sĩ cũng ghi lại và chia sẻ với cộng đồng mạng suốt cái thời gian qua hình ảnh của anh á, Đại Nghĩa giản dị chất phác với nụ cười tươi tắn và thường xuyên trên môi chuyên tâm làm từ thiện và đã in sâu vào trái tim của người hâm mộ. Mới đây thì trên trang cá nhân thì Đại Nghĩa tiếp tục chia sẻ với cư dân mạng về công việc mới của mình. Trong một đoạn video clip thì anh đưa rằng là nam nghệ sĩ cho biết rằng là sau chuyến đi ngày hôm nay thì anh sẽ giải quyết hết cái số hàng tồn đọng trong cái kho từ thiện của mình. Chỉ còn một số đồ bảo hộ được anh chuyển đến các cái bệnh viện dã chiến, và sau đó thì anh Đại Nghĩa sẽ thông báo đến người hâm mộ rằng anh sẽ tạm ngưng cái việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con thành phố. Anh chia sẻ sắp tới thì ngày 19 tháng 5 cũng là tương đối mở cửa thông thoáng cho một số cho mọi người một tí, cho nên là Nghĩa nghĩ rằng là cái việc hỗ trợ về lương thực có lẽ đến đây là cũng tạm đủ, đúng trong cái thời điểm khó khăn này, khó khăn lắm, nên là đúng là ở đâu thì người ta cũng cần và mình cũng làm đủ sức của mình mà thôi, chứ còn gọi là đủ thì chắc chắn không bao giờ đủ.
không bao giờ đủ. Vâng, những cái gì mà anh Đại Nghĩa chia sẻ thì mình cũng thấy cũng có lý, không bao giờ đủ hết, và sức của anh thì cũng có hạn. Nói về cái lý do thì anh cũng cho biết trong thời gian qua thì luôn xuất hiện những hình ảnh lạc quan, vui vẻ, nhưng anh và các cộng sự cũng gặp không ít khó khăn, trắc trở khi làm công việc công tác thiện nguyện. Đại Nghĩa thì chia buồn, chia sẻ ra cái nguồn nhân lực của anh cũng không còn nhiều nữa, và hiện tại thì chỉ còn anh và ca sĩ Mỹ Hạnh, nên là không còn nhiều sức lực để tiếp tục các cái chuyến cứu trợ nữa. Anh nói thì một ngày cao lắm thì Nghĩa chạy đến 3-4 chuyến thôi, cao lắm là chỉ được 3 chuyến, mà chưa tính đến mấy chốt bị chặn, phải đi lòng vòng khác, phải nói là rất là cực. Nghĩa phải đi vòng rất là nhiều đường để trao quà cho mọi người, cho nên trong những chuyến hàng của ngày hôm nay thì phía Nghĩa xin tạm ngừng một thời gian để hồi phục tất cả những gì mà anh Đại Nghĩa đã chia sẻ, và đến lúc đó thì cũng phải ngừng để giữ gìn sức khỏe ha quý vị ha. Thôi thì gắn bó trong một suốt cái hành trình thời gian qua, Đại Nghĩa không khỏi tiếc nuối khi tạm ngưng cái việc từ thiện này, và anh cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục giúp đỡ nhiều người rất khó khăn trong cái mùa dịch nhiều hơn nữa, nhưng vì anh không còn đủ sức để thực hiện kế tiếp. Thì mình cũng mong tất cả những gì anh Đại Nghĩa làm mà tất cả quý vị anh chị và các bạn đã nhận được những cái tấm chân tình từ anh Đại Nghĩa, quý bà con cũng chân thành cảm ơn anh, mình cảm ơn anh rất là nhiều. Và thay mặt tất cả quý vị anh chị và các bạn, chúc quý vị anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào, cũng như là chúc tất cả những mạnh thường quân sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Trong cái quá trình hành trình thì tất nhiên rồi, những cái người nhận và những người cho thì nó cũng có những cái thiếu sót gì đó, thì mọi người hoan hỷ bỏ qua tất cả mọi điều, đều mong đến một cái tương lai tốt đẹp. Ví dụ như trong cái hành trình của mình thì cũng có những cái điều mà mình chưa làm tốt, ví dụ như là những người họ gọi cho mình, họ nhờ sự giúp đỡ nhưng mà mình không có kịp giúp đỡ được á, thì cũng xảy ra việc là làm cho họ buồn ha quý vị ha, làm cho họ buồn. Thì mình mong rằng là tất cả những anh chị và các bạn cũng hoan hỷ, và chúng ta đoàn kết nhau để chúng ta qua được cái đại dịch. Và cái vấn đề mà hiện tại thì cũng có một số anh chị em hỏi rằng là ở thành phố thì hiện tại á thì có giãn cách chưa, thì mình vừa nghe một cái thông tin nữa là Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nói cái lý do cần thêm 2 tuần nữa để kiểm soát dịch. Có thể nhiều cái thông tin là có thể sẽ mất thêm 2 tuần nữa để kiểm soát dịch. Mình không hiểu rằng là có hay không, nhưng mà đây có thể rằng là có thể có. Vì tất cả những cái sự nỗ lực trong vừa qua thì cũng đã mang đến một cái sự tích cực, tuy nhiên rằng nó vẫn chưa được, phải nói rằng là chưa giải quyết được trọn vẹn những gì. Và mình thấy rằng là những con số liệu ngày hôm nay về các cái ca nhiễm trên cộng đồng, cũng như là những cái ca nhiễm cũng phải nói rằng là còn nhiều, nên mình nghĩ rằng sẽ tiếp tục có 15 ngày nữa là khả năng xảy ra, có nghĩa là siết chặt tiếp tục 15 ngày nữa. Thì mình không biết 15 ngày nữa thì bà con có chống chịu được nổi với những cái cơn đói không nữa. Mình uống nước quý vị. Và trong thời gian qua mọi người cũng hỏi rằng có những cái nơi họ nhận được hỗ trợ 1,5 triệu. Tuy nhiên rằng riêng cái khu vực mình nói luôn, bằng chứng luôn, thì ở mình luôn, thì ngay cả người thuê trọ đây, hai cái phòng sát cái vách nhà mình, họ chưa nhận được cái sự hỗ trợ từ nhà nước. Cái đó là thực tế luôn. Bây giờ quý vị anh chị và các bạn cần thì ngày mai mình qua mình phỏng vấn luôn, chứ không cần gì hết đó. Thì mấy hôm nay thì mình cũng giúp đỡ họ âm thầm thế thôi, chứ bấy lâu nay họ cũng chẳng nhận được 1,5 triệu nào. Nó thẳng với quý vị anh chị và các bạn, nó thẳng vậy luôn đi. Còn ở chỗ nào bạn nào nhận được thì mình chúc mừng cái nơi đó. Còn mà ở bên mình thì chưa nhận được vậy thôi, nhưng mình cũng nói thiệt vậy á. Nó thẳng với cũng nó giấu gì đâu quý vị anh chị và các bạn. Mấy người, hai người thuê trọ đây là chưa nhận được. Còn riêng bản thân này thì bản thân mình thì nếu mà mình nhận được thì mình cũng mong là mình nhận được, để số tiền đó mình cũng mua gạo, mình mua gạo rồi mình phát lại cho bà con. Chứ còn không, mình không bao giờ từ chối, không từ chối nhận, có nghĩa là mình sẽ nhận và mình sẽ mua gạo mình phát lại cho bà con nếu có. Mà chắc chắn mình cũng không biết khi nào á, nó thiệt không biết khi nào mà nhận được 1,5 triệu, nghe nó phiêu lưu quý vị. Còn những ai nhận được rồi thì mình chúc mừng. Và có một cái trường hợp luôn, mình kể luôn ở đây có luôn ha quý vị ha, nhận gạo mà để cái chỗ mà nhận gì đó, không để trống, không có để gì hết. Đấy là hai nhỏ hàng xóm, là cái nhỏ hàng xóm nó có nhận gạo, chứ còn 1,5 triệu thì không có. Nhưng cái chỗ ký nhận là nhận cái gì không ghi, để trống. Đấy, đó là sự thật ha. Hiểm của mình là hiểm 163 đường Liên Khu 56. Ông tổ trưởng nào cứ qua đây tôi nói cho ông, anh tổ trưởng thì cũng thân với anh đấy. Đấy, rồi để nói cho Nhi là có sự thật cái vậy.
con biết hàng xóm nó gì nó kể luôn, anh vô lên YouTube đi anh vô kêu lên chi bậy, kêu nó cho em ký mà ký nhận gạo mà không để ký nhận cái gì hết để trống vậy đó, thì không biết nhận cái gì đấy. Thôi quý vị anh chị và các bạn, nó có cái gì đó sai sót hay quý vị ha, không đáng có rồi, bye bye mọi người.